Rồi, tiếp theo là một cái nhiệm vụ mới của anh em mình tại thành phố Vị Thanh. Hôm nay anh em mình có một cái chuyến đưa tang ở trên sông nước rất là xa, khoảng 20 mấy 30 km nha các bạn. Hôm nay anh em mình đi trên một cái chiếc vỏ cũng không lớn lắm và cũng không nhỏ, vừa đủ để chở người nhà và chiếc quan tài đi ở trên sông để mà về nơi an nghỉ cuối cùng nha. Vấn đề đưa tang trên sông nước thì anh em mình gặp khá là nhiều trở ngại. Trở ngại đầu tiên là đưa một chiếc quan tài nặng xuống chiếc ghe đặt và để sao cho chiếc quan tài nó ổn định, không bị lắc khi mà di chuyển trên sông. Trở ngại thứ hai nữa là anh em mình phải di chuyển chiếc quan tài từ dưới ghe lên bờ với những con dốc rất là khập khiễng, và mang như thế nào để cho chiếc quan tài thật sự ổn định để đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng nha. Tại đang có mặt tại cầu Chữ Gâu của thành phố Vị Thanh. Bên trong thì anh em đổ tiền của dịch vụ mai táng của trường hợp Thành Phát đang làm lễ tái quan nha các bạn. Trên đây là cầu Chữ Gâu của thành phố Vị Thanh. Rồi, chuẩn bị ra ngoài quá các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rõ luôn. Ê, cái thùng tiền gì bắt cho bên quán rồi. Rồi đã kẹt xuống vỏ đi mấy anh. Đang chỉnh lại, đang chỉnh lại. Đã kẹt xuống vỏ luôn. Bắt ơi, nó bắt trước rồi bác ơi. Thank you.
quan tài lên nha các bạn. Bà con cùng với gia đình đang tìm cách để đưa quan tài lên nha các bạn. Cái chẹt này cũng khó đưa lên nha, tại vì bề ngang nó cũng không có được bự. Rồi bỏ nhà ra sao có không vậy? Kè kè bỏ nhà kìa. Mấy chục triệu. Chắc không kịp sơ tối đâu. Cái này về chạy ra đi liền luôn nha mấy em ơi. Sao không kịp? Giờ chạy về tới đó là đợi ta lên hết rồi hả, thổi để mà ôm sầm quá ta khó điều khiển. Tiền đâu lên, tiền đâu lên,
lên trên kia sắp xếp đội hình vô mấy em ơi. Ủa rồi con đường mà mấy anh em cầu tì thì cũng khó à. Rồi chấm vô đi, chấm rồi. Chấm vô đi gần ơi.
quay tới khi nào hết pin ngân nha các bạn. Anh em mình xong nhiệm vụ chỉnh quan tài kêu mắt ai eo ông chung mắt gì kêu chỉnh gì coi sao được coi phải nhắm lại nghe ai thợ thầy nó nhắm chính xác không hai mắt ông gì rồi kêu vô nhắm nào nhắm đọt dài không với chủ ông nhá ông dậm đồ chút sữa vậy đó có thấy gì đó gửi thầy sáng qua ông đi chọc cái gì đo luôn à. Chính xác mà năm rồi dây dây